Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà chị Đặng Thủy Vân. Địa điểm là tại số nhà 04, ngõ 01, đường phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, thuộc tỉnh Hải Dương. Đây là công trình mà gia đình nhà chị Vân đã và đang cùng với là các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thì sau khi xong hồ sơ thiết kế thì gia đình nhà chị rất là ưng ý và hiện tại chúng tôi đang trao đổi thêm về cái đơn giá cũng như thế là chuẩn bị vào trong ký kết hợp đồng thi công trọn gói công trình này. Thì trước khi đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn nào yêu thích kênh chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ bên chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Như các bạn đã biết rồi, cái xu hướng thi công trọn gói nó đang là một trong những cái xu hướng thiết yếu của thời đại. Bởi vì nếu như chúng ta hay đi nước ngoài hay là các bạn ở tại Hà Nội, tại Sài Gòn thì chúng ta thấy rằng cái việc thi công trọn gói nó đã hình thành cách đây từ 10 năm trước rồi. Những người tại thành phố lớn thì người ta chỉ tập trung vào trong cái chuyên môn đi kiếm tiền, đi tạo dựng các mối quan hệ. Còn lại những vấn đề liên quan đến thợ, liên quan đến vật liệu, đến trông coi vật tư công trình thì người ta sẽ giao cho các đơn vị tổng thầu và thay vào đó sẽ làm việc tổng hợp với lại một bên lớn nhất, đấy chính là bên tổng thầu công trình. Thế nên là chính nhờ cái sự phát triển đấy thì Mark Home hiện tại ra đời. Chúng tôi đang hoàn thiện toàn bộ tất tần tật những khâu liên quan từ xin hồ sơ cấp phép đến thiết kế chi tiết, đến xây dựng trọn gói và đến hoàn thiện nội thất sau này. Kể cả vấn đề bảo hành bảo trì sau này cũng hoàn thiện trong một cái quy trình khép kín, giúp chủ nhà tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí cũng như thế là cái công sức để xây dựng một căn nhà nó trở nên tốt nhất. Bạn nào muốn xem lại video hay mẫu nhà đẹp, các bạn có thể truy cập vào trong website Mark Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com, viết liền không dấu. Thì trong này Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, các bạn có thể truy cập vào trong này để xem. Ngoài ra thì trong website chúng tôi cũng tích hợp rất nhiều những đơn giá thi công thực tế hay là các mẫu thực tế do trực tiếp Mark Home thi công. Thế nên là các bạn có thể lựa chọn cái đơn giá, cái phân khúc cũng như thế là cái công trình mà mình phù hợp với lại nhu cầu của gia đình. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay, các bạn thấy rằng đây là một công trình 2 tầng mái Nhật mang đậm phong cách thiết kế của Mark Home. Với Mark Home chúng tôi thiết kế thì những công trình nó không quá cầu kỳ, không phải hoa văn, không phải đục đẽo mà những công trình mang những sắc thái hiện đại, tiên tiến và phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người trong xã hội mới ngày nay. Tức là chúng ta không phải quá diêm dúa, màu sắc không phải quá nhiều, chỉ gồm những màu sắc cơ bản thôi. Công trình này được sử dụng với hệ mái Nhật. Thế thì chúng ta trước khi vào công trình, các bạn phải xác định cái phong cách là cái đầu tiên. Bởi vì phong cách nó sẽ bao trùm đến những cái chi tiết bé hơn. Thế nên là chúng ta phải xác định cái phong cách thiết kế ngôi nhà của mình, cái sở thích của mình là gì trước đã. Thì khi đấy thì chúng ta mới đi vào trong thiết kế được. Công trình này thì được thiết kế với phong cách hiện đại. Thì với những ngôi nhà vườn thì chúng ta chỉ chủ yếu lựa chọn một trong bốn phong cách chủ đạo, như thể phong cách nhà hiện đại, phong cách tân cổ điển, phong cách cổ điển, phong cách Á Đông. Đấy là một trong những phong cách ở tại Việt Nam chúng ta hay sử dụng. Thứ hai là về hệ mái thì chúng ta có 3 loại hệ mái chính. Thứ nhất là hệ mái Nhật. Như trong công trình này thì chúng ta đã sử dụng hệ mái Nhật. Hệ mái Nhật thì chi phí của nó phù hợp, đa số mọi người chúng ta sở thích. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mẫu mái Nhật nó hiện đại hơn. Ngoài ra thì chúng ta có hệ mái Thái. Mái Thái thì các bạn thấy rằng chúng ta phải xây đốc thu hồi, chúng ta phải đổ bê tông mái vát, thế nên chi phí của nó cao hơn rất nhiều. Thứ ba là mái bằng. Mái bằng là chúng ta không cần phải thi công cái biện pháp mái ở trên quá lớn, mà chúng ta chỉ việc đổ bê tông mái bằng sau đấy sẽ xong thôi. Việc thi công mái bằng chi phí nó thấp, tuy nhiên đổ lại đây tuổi thọ nó sẽ không được cao. Bởi vì khi mà nhiệt độ tăng cao thì các bạn thấy rằng những cái vết nứt ở trên sàn bê tông chúng ta sẽ lộ ngày một rõ hơn. Đây là mặt đứng chính ở công trình. Trên mặt đứng chính này chúng ta sẽ để ý đến một số những cái chi tiết. Thứ nhất là cái phần ốp đá ở phía bên tay phải công trình. Phần ốp đá là các bạn có thể thay thế nó bằng ốp gạch hay là ốp các vật liệu ngoài trời. Cái mục đích của nó là gì ạ? Mục đích của nó là ngắt quãng và nó là điểm nhấn cho công trình. Ngoài ra thì công trình được sử dụng chất liệu chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Cái vật liệu này chúng ta sẽ thấy nó lặp lại ở trên cái khung bê tông được sơn giả gỗ như thế này. Các bạn lưu ý nhé, ngoài trời thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đổ bê tông cái phần mái che này. Chứ nếu như các bạn sử dụng sắt hộp hay kể cả các bạn sử dụng inox, một thời gian nó cũng sẽ bị oxy hóa. Đấy. Công trình này được sử dụng với bậc ngũ cấp thì bao giờ cũng vậy, những công trình một tầng hay là hai tầng. Tôi luôn khuyên các bạn rằng hãy làm ít nhất
ít nhất là bậc ngũ cấp trở lên. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta làm một cấp hay là ba cấp thì các bạn đã thấy cái phần tỷ lệ công trình chúng ta nó rất là xấu. Cái thứ hai là cái phần đế của chúng ta nó sẽ không cân xứng với lại phần thân và phần mái. Ngoài ra thì khi mà các bạn thiết kế cao, nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta nó bề thế hơn rất nhiều. Ở phần cửa phụ và những phần cửa sổ chúng tôi đang sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha. Ngày nay thì các bạn có thể sử dụng cửa nhôm hệ sinh pha hoặc là cửa nhôm hệ Việt Pháp hoặc là cửa Euro Window. Với dòng sinh pha thì chúng ta cũng chia ra làm rất nhiều các chủng loại con. Đầu tiên là các bạn phải xác định cái cửa nhôm hệ của chúng ta nó thuộc hệ gì. Ngày nay thì chúng ta có rất nhiều những cái dòng hệ khác nhau, ví dụ như hệ 4500 hay là 5500. Có rất nhiều những cái đấy các bạn phải phân biệt nó rõ. Hai nữa là về sinh pha, chúng ta thường có 3 dòng. Thứ nhất là sinh pha Quảng Đông hay còn gọi là sinh pha đỏ, chi phí của nó rất là cao, thường là rơi vào tầm 2 triệu 2 một mét vuông. Hai nữa là sinh pha Trung Quốc, cũng là sinh pha nhưng mà nó chỉ nhập về cái phôi ở bên một số Trung Quốc, nó nhái lại hàng của Quảng Đông thôi. Và thứ ba là sinh pha Việt. Sinh pha Việt thì chúng ta sẽ sản xuất và lắp đặt ở tại Việt Nam, thì cái đơn giá của nó thấp hơn, dĩ nhiên là tuổi thọ của nó sẽ không cao cấp bằng cái sinh pha đỏ của chúng ta. Còn về cái phần cửa chính thì ở tại miền Nam và tại miền Tây chúng ta sẽ hay dùng là những gỗ cam xe của Lào hay là gỗ đỏ hay là gỗ hương. Còn lại tại khu vực phía Bắc thì chúng ta sử dụng chính là cửa gỗ lim Nam Phi hoặc là lim Lào. Đấy là một số những cái chất liệu mà các bạn để ý một chút. Đây là phần phước cảnh phía bên hông và phía sau. Các bạn nhìn thấy phía bên hông và phía sau công trình có một khối công trình phụ. Tôi đang đoán đây là khối công trình phụ. Và bên hông chúng ta cũng có một lối đi lại khá là rộng. Đây là vào trong cái phước cảnh bóc tách mái công trình. Trên này là chính là mặt bằng tầng 2. Trên tầng 2 chúng ta có một khu vực sân chơi kết hợp với lại 3 phòng ngủ, trong đấy có một nhà vệ sinh khép kín và một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Dưới tầng 1 thì chúng ta có một phòng khách khá là lớn. Phòng khách sẽ liên thông với khu vực phòng thờ, khu vực hành lang và khu vực bếp kết hợp với bàn ăn. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một phòng master, phòng này dành cho ông bà. Đây là phòng hai ông bà, thế nên là sẽ tách biệt riêng làm hai giường đơn. Bởi vì sao? Bởi vì những người già ấy, hay là những người trẻ thì thường là cái giờ giấc sinh hoạt người ta khác nhau. Có khi mà chúng ta có tuổi rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là ông người thường hay dậy lúc 2-3 giờ, còn lại bà thì có khi là phải dậy lúc 9-10 giờ sáng. Thế nên là chúng ta thường hay tách riêng làm hai giường đơn để mọi người có thể sử dụng hay là không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhau. Các bạn lưu ý một chút là với những nhà có từ 2 đến 3 thế hệ trở lên thì chúng ta nên ưu tiên là ông bà được sử dụng phòng ở dưới tầng 1 để nó giúp cho chúng ta cái bệnh xương khớp chúng ta đỡ phải leo trèo hay là đỡ gặp những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra thì phía dưới cuối công trình các bạn thấy rằng chúng ta có một khu vực phòng kho thì phải, kết hợp với khu vực nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua các bộ hồ sơ thiết kế chi tiết công trình. Thì đối với Mac Home thì chúng tôi luôn thiết kế đầy đủ các bộ hồ sơ, bao gồm hồ sơ phong thủy, kiến trúc, kết cấu, điện nước, bóc tách dự toán chi tiết về 3D nội ngoại thất, 3D bóc tách mái. Xem qua cái hạng mục hồ sơ đầu tiên là hạng mục hồ sơ về kiến trúc công trình. Thì trong cái hạng mục này thì các bạn lưu ý đến cho tôi cái phần mục lục bản vẽ, nó giống như cái việc mà chúng ta đọc một cuốn sách hay đọc một cái cuốn truyện cũng vậy, hay là một cái cuốn tiểu thuyết. Các bạn phải xác định rõ là trong cái cuốn đấy nó sẽ gồm lại những phần gì chính, phần gì phụ, mà chúng ta cũng sẽ ưu tiên xem qua những mặt những cái phần chính thôi, chứ chúng ta không thể nào chúng ta đọc một lúc mà hết được một bộ hồ sơ dày hàng trăm trang được. Thì trong cái phần bản vẽ kiến trúc này có một số những cái phần chính. Thứ nhất là về cái mặt bằng định vị công trình, thứ hai là mặt bằng thiết kế chi tiết nội thất từng tầng, thứ ba là chi tiết bóc tách về cửa chính, cửa đi và cửa sổ. Thứ tư là một số những cái bóc tách chi tiết như thế đầu cột, bát cột, cầu thang, nhà vệ sinh. Đấy là một trong những cái chúng ta xem qua tổng hợp thôi. Đầu tiên là phần mặt bằng tổng thể công trình hay còn gọi là mặt bằng định vị công trình. Thì trên này chúng ta sẽ có một số những cái kích thước như thế kích thước khuôn viên khu đất, hoa gió, kích thước định vị, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ. Đấy là một trong những cái mà chúng ta sẽ quan tâm trong cái quá trình làm cái phần mặt bằng tổng thể này. Rất nhiều người chúng ta thường không hay để ý đến, thế nên là khi mà ra thực tế chúng ta lại vươn cái phần mái chúng ta sang đất nhà hàng xóm, hoặc là chúng ta xây phần móng của chúng ta lại sang cái phần tường rào nhà hàng xóm, thế nên là xảy nên những vấn đề tranh chấp rất là khó nói chuyện khi mà nhà hàng xóm người ta không đồng ý cái vấn đề đó.
Đây là mặt bằng tổng thể chi tiết bố trí nội thất không gian tầng 1. Thì trong cái phần này các bạn quan tâm đến cho tôi cái kích thước chiều ngang và kích thước chiều rộng của công trình. Công trình này, phần công trình chính của chúng ta là 13,1 nhân với lại 8,72. Như vậy là diện tích của chúng ta nó rơi vào tầm 115 mét vuông, một sàn chưa bao gồm một không công trình phụ, chưa bao gồm sảnh chính và sảnh phụ. Đấy, nó rơi vào tầm 115 mét. Thì trong cái phần này các bạn quan niệm cho tôi hai cái khái niệm rất là rõ ràng với nhau. Thứ nhất là về cái diện tích sử dụng, cái thứ hai là về diện tích xây dựng. Diện tích sử dụng tức là chúng ta sẽ tính trong cái phần tường bao trở lại, còn diện tích xây dựng là chúng ta sẽ tính cả cái phần mái đua bê tông, tức là nó là phần giọt danh, bê tông đua ra đến đâu thì chúng ta sẽ tính ra tới đó. Thì trong cái phần mặt bằng này thì các bạn lưu ý rằng là chúng ta có một khu vực sảnh chính và một khu vực sảnh phụ. Thì từ sảnh chính chúng ta đi vào gặp ngay khu vực phòng khách sẽ liên thông với khu vực phòng bếp rộng hơn 30 mét vuông. Đi sâu vào trong là khu vực bếp ăn. Khu vực phòng khách sẽ liên thông với khu vực phòng thờ. Đi sâu vào trong là khu vực bếp ăn đây các bạn. Bếp ăn sẽ có bàn ăn và có bếp nấu rộng hơn 20 mét vuông. Ngoài ra thì chúng ta có phòng ngủ ông bà rộng gần 20 mét vuông, có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Đấy. Và phía sau thì chúng ta có một nhà kho, một bếp phụ, một công trình vệ sinh chung ở bên ngoài. Cái nhà kho này nó rất quan trọng, đặc biệt là những nhà có từ 2 đến 3 thế hệ trở lên. Các bạn đã thấy rằng phòng kho này nó sẽ phát huy công năng rất là tốt, bởi vì chúng ta có những cái đồ đạc vào mùa đông, hay là chúng ta có những đồ chúng ta mua về nhưng nó không phù hợp. Thế nên là chúng ta sẽ cho vào trong phòng kho để khi nào cần thì chúng ta mới mang ra sử dụng. Thế nên là tôi khuyên các bạn chúng ta nên làm những không gian ví dụ như phòng kho hay là sân ướt. Đấy là những cái công năng phụ trợ rất là tốt. Nếu như các bạn làm nhà rồi thì các bạn sẽ thấy rằng nó cần thiết rất là nhiều. Trên tầng 2 thì chúng ta có 3 phòng ngủ, trong đấy có một phòng master có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong, còn hai phòng còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Ngoài ra thì chúng ta có khu vực ban công cộng với lại sân chơi rất là rộng. Những không gian phụ như thế này nó sẽ giúp chúng ta có thể ngồi uống trà, ngồi ngắm cảnh cùng với nhau, ngồi thưởng thức những ly cà phê, trò chuyện cùng với nhau rất là tốt. Tiếp theo đấy thì các bạn sẽ xem qua cái phần mặt đứng công trình để xem cái kích thước công trình, chiều cao công trình này có kích thước là bao nhiêu. Công trình này có kích thước chiều cao từ đỉnh mái đến cốt 00 là 10m75. Chiều cao thông thủy ở dưới tầng 1 là 39, chiều cao thông thủy ở tầng 2 là 36 và chiều cao tầng mái là 2m5. Thì những cái kích thước thông thủy là tôi đã nhấn mạnh cho quý vị và các bạn rất nhiều trong các video trước rồi. Các bạn phải lựa chọn những con số nó chia hết cho 3, những con số đẹp và những con số có tỷ lệ nó phù hợp. Nếu như chúng ta lựa chọn kích thước thông thủy ở dưới tầng 1 nó thấp quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề. Các bạn treo quạt trần hay treo đèn chùm sẽ không treo được. Cái thứ hai là cái việc thông gió thông khí nó sẽ rất là kém. Thứ ba là nó liên quan đến góc nhìn, liên quan đến view nhìn và nó liên quan đến tỷ lệ. Thì bao giờ những công trình tầng 1 chúng ta cũng sẽ ưu tiên nó cao hơn, bởi vì chúng ta đứng ở dưới. Các bạn sẽ thấy phần tầng 2 nó thấp hơn, tức là nó có độ vút, độ hút của nó chính xác hơn. Còn nếu như tầng 2 các bạn làm cao hơn thì tự nhiên các bạn thấy công trình của chúng ta nó bị nặng nề, tức là nó bị một cái khối rất là lớn nó đè lên trên tầng 1. Đấy, tương tự đối với lại 3 mặt đứng còn lại. Và mặt cắt công trình. Mặt cắt thì nó sẽ giúp chúng ta biết được vị trí nào chúng ta hạ cốt sàn, vị trí nào chúng ta nâng cốt. Với những vị trí như thế là sảnh hiên, sân chơi, nhà vệ sinh thì bắt buộc chúng ta phải hạ cốt sàn để sau này chúng ta đánh độ dốc bê tông, đánh độ dốc thoát nền, thoát sàn còn được. Chứ nếu như chúng ta không đánh thoát, không đánh độ dốc thì sau này chúng ta đi vào trong thực tế sẽ rất là khó khăn. Đấy, các bạn để ý một chút. Tương tự đối với lại mặt đứng bên, mặt cắt bên thì chúng ta cũng phải để ý đến mặt cắt ngang của công trình. Và một cái phần không thể thiếu đấy chính là phần bóc tách chi tiết. Bóc tách chi tiết ở đây thì chúng ta có bóc tách chi tiết nhà vệ sinh, cầu thang. Vì sao nó phải quan trọng thì các bạn phải lưu ý một chút là gì ạ? Nhà vệ sinh nó cực kỳ quan trọng. Nếu như chúng ta không có tính toán chi tiết ngay từ ban đầu thì sau này đi vào trong thi công các bạn sẽ thấy gặp rắc rối rất nhiều. Ví dụ như thế là chúng ta mở cửa gặp lavabo, chúng ta đi vào thì không bố trí được bệt xí, không mở được cửa kính ở bên trong, cabin tắm đứng ở bên trong không phù hợp với người. Đấy là rất nhiều những trường hợp mà chúng ta đã gặp rồi. Thứ nhất là nó liên quan đến độ dốc ở trong, thế nên nó sẽ liên quan đến cách chia những viên gạch mà chúng ta ốp, chia làm sao nó không bị vỡ vụn, chia làm sao cho nó đẹp. Thứ hai nó liên quan đến hộp kỹ thuật, liên quan đến những đường ống, liên quan đến cái bố trí, bài trí đồ đạc ở bên trong.
À, tương tự đối với thang cũng vậy, thang nó cũng rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến thứ nhất là liên quan đến phong thủy trong công trình, thứ hai nó liên quan đến việc chúng ta bước đi có phù hợp hay không, có thuận tiện hay không, hay là cái bậc thang của chúng ta nó có rơi vào những cái số đẹp hay không. Thế nên là những cái quan trọng được chúng tôi bóc tách ra rất là chi tiết rõ ràng. Còn lại thước lộ ban này tôi không phải nhắc làm gì rồi, nó cực kỳ quan trọng. Tương tự đối với lại phần kết cấu và điện nước của công trình. Kết cấu và điện nước thì chúng ta biết rồi, nó cũng là một trong những cái phần không thể thiếu, không thể thiếu. Rất nhiều các đơn vị khác người ta thường bỏ bớt đi, người ta thường không đưa ra hoặc là không gửi lên cho chủ nhà hoặc là làm rất là sơ sài. Nhưng đối với Mac Home, các bạn theo dõi cái video của tôi, những cái bản vẽ chi tiết về kết cấu, về điện nước nó rất là chi tiết. Nó cụ thể đến từng hạng mục, đến từng món đồ một. Thì trong cái phần kết cấu công trình thì các bạn phải lựa chọn đến phần móng là phần đầu tiên, bởi vì móng nó sẽ liên quan đến tải trọng của công trình. Nếu như các bạn làm sai móng thì các bạn sẽ mất đi hoàn toàn, lên phía trên chúng ta không thể sửa được, bởi vì cái móng là cái phần đế. Đấy, rất nhiều người thường hay nghĩ rằng là gì ạ, hay nghĩ rất là đơn giản là phần móng, nhưng thực ra không phải. Móng nó là cái cấu tạo ban đầu, nó liên quan đến cái độ ổn định ban đầu của công trình. Thì để lựa chọn cái biện pháp thi công móng tôi đã hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi. Chúng ta lựa chọn qua hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là về địa chất nền đất, tiêu chí thứ hai là về cái tải trọng của công trình. À, các bạn để ý và các bạn xem lại một số những cái video trước các bạn hiểu rõ hơn. Thì công trình này chúng tôi đã sử dụng cọc có độ cao mỗi tầng là 4 mét, chiều cao dự kiến ép được là 8 mét và cái tiết diện cọc của chúng tôi đang sử dụng là cọc 200 nhân với 200. Ngày nay thì chúng ta có thể sử dụng cọc 250 nhân 250 để ép tải hoặc là cọc 300 nhân 300. Đấy, và chiều dài, chiều sâu của cọc thì nó phụ thuộc vào cái độ sâu mà chúng ta ép được. Đấy, thế nên là vì sao chúng ta nên ép thử trước một cọc để chúng ta tính toán. Ví dụ như thế chúng ta ép xuống 6 mét thì các bạn chỉ việc sử dụng một cái cọc 6 mét thôi. Đấy, thay vì chúng ta phải sử dụng hai cọc như thế này. Đấy, tương tự đối với lại các cái phần chi tiết về đài móng, đế móng thì chúng tôi đã bóc tách ra rất là rõ ràng. Bao nhiêu thép phi 18, bao nhiêu thép phi 20, đan khoảng cách A bao nhiêu thì trong này đã thể hiện ra rồi. À, khi mà các bạn vẽ thì các bạn sẽ được lợi thế rất là nhiều từ cái việc chúng ta quản lý nguyên vật tư vật liệu, từ cái việc chúng ta quản lý thợ làm đúng hay không, nó vô cùng nhàn. Và thời đại ngày nay thì các bạn biết rồi, mọi thứ nó phải đều là khoa học, đều là công nghệ số, chứ chúng ta đừng nên đi làm theo phương án ngày xưa. Ngày xưa thì thường các cụ chúng ta hay đi làm bằng cách là gì ạ, chúng ta đi một vòng quanh làng, nếu trong làng không có thì chúng ta lại đi sang làng khác để chúng ta tìm cái căn nhà mà nó hơi phù hợp, hơi giống với lại công trình mà chúng ta dự kiến xây. Thế nên là khi đi vào trong thực tế thì chúng ta hay cãi nhau với thợ, bởi vì thợ người ta nhìn người ta không thể làm được. À, các bạn phải hiểu rõ tất cả cái chi tiết trong một ngôi nhà nó phải liên quan mật thiết với nhau và nó phải liên quan quan trọng, nó kết hợp với nhau để nó bổ trợ nhau, chứ không phải là chúng ta tự lên mặt bằng sau đấy chúng ta nhìn thấy một cái phố cảnh sơ sơ rồi sau đấy thi công. À, làm như vậy thì chúng ta chắc chắn rằng công trình chúng ta sẽ xảy ra xích mích giữa những người thợ và chủ nhà, nhiều khi cãi nhau, nhiều khi còn đánh nhau. Còn đối với lại ngày nay thì khi mà chúng tôi làm việc, chúng tôi phải xác nhận trên bản vẽ, xác nhận các công đoạn trước khi thi công. Đấy, yêu cầu chủ nhà, yêu cầu đại diện của chủ nhà đứng ra xác nhận cái biện pháp thi công trước khi làm đã đúng ý chưa. Đấy, ốp với gạch này đã hợp màu sắc chưa, đã thích chưa. Đấy, sơn cái màu này đã đúng theo sở thích của mình hay chưa, thì khi đấy chúng tôi mới làm. Đấy, nó khác hoàn toàn so với lại biện pháp thi công ngày xưa. Ở video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Mac Home trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình.